chú thượng, hắn ở đâu mà lâu quá vậy chú thượng? Ngươi còn hỏi nữa hả? Ý, chú thượng, hắn tới rồi. Dạ chú thượng. Nhà người đi đâu mà kiếm khắp không có? Tôi nghe nói có một ngôi miếu ở làng Hạ rất là linh thiêng. Nơi đó có thờ một ông thánh diệt quân Bắc Triều. Tôi còn nghe nói thánh đang sống ở trong lòng dân, nên tôi chỉ tới đó thắp một nén nhang, cầu mong thời gian ở đây sống được yên ổn. Ai nói thánh còn sống trong lòng dân? Dạ bẩm, đó là Trạng Tý. Trạng Tý? Người tin cái thằng nhóc đó hả? Mới nghe thì tử nhân cũng không tin. Sư thầy trụ trì ở làng nói làm gì có chuyện đó. Nhưng sư thầy đã kể những chuyện rất ly kỳ, khiến cho tiểu nhân tin rằng Trạng Tý ắt phải biết rất rõ những chuyện này. Còn không thì Trạng Tý chính là thánh nhân. Ngươi nói chuyện thiệt như đùa. Khoan khoan cười đã, nghe tôi kể xong rồi hãy cười. Kể đi. Linh, hộ giá. Dạ. Ngươi nói tên đó biến hình trước mặt thiên tử sao? Bẩm chúa thượng, nếu tôi là chúa thượng, tôi sẽ điều tra rõ ràng những chuyện này. Chẳng phải thằng nhóc nó quá cắt cường hay sao? Sao ngươi để tâm tới chuyện này quá vậy? Bởi vì tôi sợ ông tướng đó là khắc tinh của Bắc Triều. Tôi chỉ muốn khấn rằng tiểu nhân chỉ là lính lát, thờ lệnh qua đây xong việc rồi vậy. Xin đừng hại chết tôi. Được, ta sẽ để tâm tới chuyện này. Ta đồng ý cái điều kiện của thiên tử rồi đó. Sắc chỉ đâu?